Sau đây, quý châu xin kính mời quý vị theo dõi IV News. Quyền lực đang được chia lại do Destiny Nguyễn thực hiện. Quyền lực đang được chia lại. Thực chất là chia chác lại quyền lực và lợi ích từ thượng tầng của nhóm lợi ích. Thời sự mấy tuần qua, sôi nổi đủ thứ, chuyện từ con dê nào đó, tự dưng bị mang ra làm tế lễ mà nó không chịu quay ra cắn lại, cho đến chuyện oan sai của nông dân cấn thị theo. Chuyện phá chùa liên trì. Tất cả những biến động thời sự ấy cũng chỉ là những tiểu tiết trong một bức tranh tội ác mà những kẻ có quyền, có tiền ra tay xử nhau. Dân gian có câu, trầu bò đá nhau, rùi mũi chết. Quả đúng không sai khi mà phía trên họ đấu đá tranh giành quyền lực chia chác lại lợi ích thì phía dưới những người dân nghèo bị lãnh đủ khốn nạn nhất là cảnh người chết bị bó chiếu chở như súc vật mang về nhà chết là hết một kiếp người ở nhân trang mà đến cái thân xác ấy vẫn không được yên thân lúc nhắm mắt lìa trần nó phản ánh một bức tranh nhóm màu ảm đạm và lầm than cho người dân việt nam xã hội nào cũng thấy cũng có tranh giành quyền lực và đấu đá nhau ở phương trời dân chủ thì họ công khai tranh cử một cách công khai để bảo vệ lợi ích cốt lõi của họ là những kẻ đứng sau buôn bán quyền lực thông qua bầu cử dân chủ còn phương trời của những người cộng sản thì họ đấu đá nhau một cách âm thầm thậm chí quyết liệt, sẵn sàng hy sinh những con người mà trước đây họ cho là đồng chí, thì hôm sau họ có thể xem là đồng phạm. Mục đích cuối cùng để tranh quyền lực về cho nhóm lợi ích của họ. Sự đấu đá đó không chỉ mới diễn ra hôm nay, mà lịch sử đã cho thấy người Cộng sản họ luôn là như thế sau mỗi lần đảng cử dân bầu. Nhóm lợi ích thượng tầng, họ lại chơi nhau, rồi lại bàn với nhau để chia chác quyền lực. Để khi có quyền lực tột đỉnh thì họ lại tính chuyện chia chác quyền lợi và cứ thế xây vần. Hết một nhiệm kỳ thì đảng cử lại dân bầu hình thức. Họ dựa vào hình thức đó để phân chia lại quyền lực. Một ví dụ gần nhất và thực tế nhất là sau hai nhiệm kỳ khuynh đảo và phá nát đất nước của đồng chí X lại được cho về vườn để các đồng chí khác lên nắm quyền tiếp tục sâu xé thêm đất nước. Mà để chia chắc lại thì nhiều khi chia không đều, họ không đủ. Đâm ra, lại chơi nhau, canh ghét nhau, nên chúng ta mới thấy cảnh đồng chí, họ chơi sát bán như thế. Nhưng kết cục, sau trận chiến tương tàn đồng chí đó, thì dân chúng lại đói khổ và làm than hơn. Đất nước này nếu cứ chạy theo những màn đấu đá đó nếu cứ nhìn và đợi họ đấu đá nhau rồi viễn tưởng rằng sau đó họ thay đổi hay sẽ có dân chủ thì sẽ càng ngày có nhiều xác người bị bó chiếu nhiều hơn vì suy cho cùng họ đấu đá cho lợi ích của nhóm nhỏ của họ là các đảng viên chứ có phải cho nhân dân chúng ta đâu một bức tranh ảm đạm nhóm màu đánh đấm được tô thêm bởi những gam màu nhọc nhằn của con dân Việt Nam. Sẽ rất khó thay đổi nếu chúng ta không biết tự thay đổi và đấu tranh cho chính quyền lợi của mình. Chúng ta phải biết đòi cái quyền để ngồi bàn lại với họ và chia chác lại với họ. Hoặc thậm chí chúng ta chia lại cho dân ta mà gạt họ qua một bên. Chừng ấy năm chia chác là đã quá đủ cho những người cộng sản. Disney. Tương trình từ bài viết của Thôi Cường. Sài Gòn, tháng 9, năm 2016. Và kính thưa quý vị, hiện nay, Teletron Washington DC đang cần tuyển nhân viên bán hàng, sales consultant, trẻ trung hoặc bác có thể làm việc full-time hoặc part-time, lương hậu, cộng thêm commission và các quyền lợi bảo hiểm xin đến điền đơn trực tiếp tại Teletron Washington DC trong khu Eden Center, điện thoại 703-237-8999, 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.